phát động từ ngày 9 tháng 11 năm 2018. Đến nay, cuộc thi ảnh Khoảnh khắc vàng báo Nghệ An năm 2019 đã dần tiến đến giờ phút chung cuộc. Cuộc thi năm nay gây ấn tượng với số lượng trên 1.000 tác phẩm ảnh của 76 tác giả từ khắp mọi miền đất nước gửi về dự thi. Nhiều tác phẩm có chất lượng cao, ghi lại khoảnh khắc đẹp về đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội của quê hương Nghệ An. Giải sẽ được chấm hai vòng sơ khảo và trung khảo. Vòng sơ khảo sẽ bắt đầu chấm vào ngày 1 tháng 11, sau đó sẽ chọn ra 58 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng trung khảo diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Tại đây, ban giám khảo sẽ chọn ra 11 tác phẩm để trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Nét mới đáng chú ý là năm nay, lễ bế mạc và trao giải ảnh và khắc vàng sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Hoạt động ý nghĩa này nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập báo Nghệ An.